Vâng, và để tiếp nối chương trình sau đây, tiếp theo sẽ là tiết mục trước những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã nâng mức sống của con người ngày một nhiều hơn về mặt phương diện, dẫn đến nếp sống đô thị hóa, hiện đại hóa. Vì thế, người trẻ đang đứng trước những thách đố của cuộc sống và của thời đại. Cũng chính bởi vậy mà những người trẻ luôn cần biết định hướng để có một thái độ sống thích hợp. Đặc biệt, các bạn hãy mở tâm hồn của mình để đón mời Chúa đến và ngự trong tâm hồn của chúng ta. Đó cũng chính là ý nghĩa mà Tố Uyên muốn gửi tới toàn thể quý vị qua vũ khúc Gặp Chúa Trên Quê Hương với sự thể hiện của ca đoàn giáo họ Thái Lai. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
dài.